These films are made by children of the Chum ethnic group in Ninh Thuận. They are mainly focused on unique cultural objects. However, their less known culture, from ritual music to hand-shaped pottery, is at risk of disappearing. Cạnh tranh thì bây giờ vẫn còn khó khăn, rất là khó khăn. Tìm bạn hàng thì rất là khó. Như là bây giờ người ta đời sống người ta sử dụng nhôm, nhựa đồ rất là nhiều, cho nên là cái gốm truyền thống này thì bắt là người ta ít sử dụng. Understanding this, Heritage of Future Past aims to ensure that communities of heritage bearers benefit from more in-depth and community-based efforts to safeguard and promote their cultural heritage. A series of partnered activities with a common objective of contributing to the growth of the local community using their cultural heritage have been held from August 2018 and will run until the end of 2019. In Binh Nghĩa and Bảo Trúc villages, Vikas and the Chum Cultural Center co-organized weekend classes for traditional Chum music. Master musicians taught the school children the ginggang, the paranung drums, and the serenai flute in classes of up to 40 children. Trống dân đăng này là dùng trong lễ hội dân gian, là ta thường là đến trống này. À, tôi muốn đào tạo mấy em nhỏ này để cho kế tục cái nét văn hóa truyền thống của người Chăm. With a view of increasing awareness of traditional culture among younger generations, Vikas is working with experts and children in Binh Nghĩa to equip them with documentary filmmaking skills. Ngoại trừ tính năng thì giống nhau, nhưng giống cái máy này, nhưng mà nó không có cái... After technical training, the children were tasked with making unscripted personalized documentaries about their musical heritage. The resulting films not only encourage more engagement with their culture, but also act as both an opportunity to showcase their voices and provide an insight into the role of Chum music in their lives. To ensure locals better benefit from their heritage, Viri have held soft skills training activities ranging from tourism essentials to cooking classes. The goal is to promote sustainable tourism, utilizing local pottery and the musical heritage of Bảo Trúc village. Có một nơi gọi là Nu Lanh đó. Đất ở đó là nó không có thể nào mà diễn tả được. Thiên nhiên ban tặng hay sao? Nhưng mà người ta cắt lên khoảng độ chừng 20 ngày hoặc là 25 ngày là mình có thể đi lấy đất được. Tự nhiên nó bằng phẳng rồi năm sau tiếp tục mình đi lấy. Như nơi làm gốm thì họ không có thể nào mà trộn đất với cát được. Còn ở làng gốm này thì đặc trưng là cái đất á, mình phải trộn chung với cát. These events culminated in Ninh Thuận in January 2019. A successful community and policy dialogue were organized, with the attendances of local representatives and government cultural management officials. The film classes showcased their documentaries, followed by traditional music performances by Binh Nghĩa and Bảo Trúc children. All parties involved reflected on their achievements, and the event set the foundation for future collaboration to ensure the long-term sustainability of the project. Through capacity building and transmission activities, Heritage of Future Past is contributing to improved livelihoods among the Chum ethnic group, helping preserve local culture in Ninh Thuận.